Hôm nay tôi đề với anh em về sự chúc lành và sự chúc dữ. Bài thuyết sách Đệ Nhị Luật. Moses nói với dân rằng: Này, hôm nay tôi giải bài cho anh em về sự sống và hạnh phúc, về sự chết và bất hạnh. Hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa anh em. Hãy đi trong đường lối người và tin giữ các giới răn, những lề luật và các huấn lệnh của người, hầu anh em được sống và tăng số, và Chúa chúc lành cho anh em trên phần đất và anh em sẽ chiếm hữu. Nhưng nếu lòng anh em không quay về, không muốn nghe và chạy theo làm lạc, thờ lại và phụng sự các thần khác, thì hôm nay tôi tuyên bố với anh em rằng anh em sẽ chết, không được sống trên phần đất bên kia sông Giô-đan mà anh em sẽ chiếm hữu. Hôm nay tôi xin trời đất làm tiếng rằng tôi đã đề nghị với anh em về sự sống và sự chết, sự chúc lành và sự chúc dữ. Vậy hãy chọn lựa sự sống để anh em và dòng dõi anh em được sống. Hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa anh em, hãy tin phục lệnh người và liên kết với người, vì người là sự sống và là sự sống lâu dài của anh em, để anh em được ở trong đất nước mà Chúa đã hứa ban cho tổ phụ anh em là Abraham, Isaac và Jacob. Đó là lời Chúa, ta ơn Chúa. Bài Phúc Âm: Ai bỏ mạng sống mình vì ta sẽ được sống. Tin mừng Chúa Giê-xu Ki-tô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giê-xu phán cùng các môn đệ rằng: Con người phải đau khổ nhiều, bị các dị kỳ lão, các thượng tế và các lực sĩ khai trừ và giết chết. Nhưng ngày thứ ba người sẽ sống lại. Chúa nói với mọi người rằng: Ai muốn theo ta, hãy bỏ mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo ta. Vì chứ ai muốn giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống vì ta sẽ được sống. Vậy nếu con người được lời lại cả thế gian mà phải chịu mất mạng sống thì được ích gì? Đó là lời Chúa, là Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Vui đón mùa xuân vĩnh cửu. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì? Suy niệm trong phong tục người Việt vốn coi trọng những ngày đầu năm mới. Vì thế để chuẩn bị đón Tết, người ta làm ở nhà cửa, rộn ràng mua sắm để thể hiện mình ăn nên làm ra, và cũng để lấy hên cho năm mới. Ai nấy dù có túng nghèo cũng muốn sắm sửa một cái Tết cho tươm tất. Trong bầu khí của ngày 30 Tết hôm nay, chúng ta chuẩn bị sắm sửa nhiều thứ nhưng không thể thiếu một món, đó là lời Chúa. Ngài dạy chúng ta rằng: Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì? Lời Chúa dạy chúng ta tránh cái xui do cách sống xả láng trong những ngày vui xuân. Xả láng tiêu xài, xả láng rồ ga để chạy cho nhanh, xả láng ăn nhậu. Những thái độ sống nó có thể làm cho ngày Tết biến thành ngày chết. Trái lại, điều hơn nhất mà Chúa ban cho chúng ta đó là tới mùa xuân vĩnh cửu, là hạnh phúc được kết hợp với Chúa nơi thiên đàng bằng cách chúng ta luôn thực thi lời Chúa ngay trong cuộc sống hôm nay. Chúng ta mỗi sáng thức dậy nên nhớ đến Chúa Giê-xu, xin Ngài thánh hóa ngày sống của tôi. Ngày nay con dâng cho Chúa, xin Chúa thương nhận lòng trí chúng con. Mọi cơ nguy nan vốn có, chúng con nguyện cầu theo ý giáo hoàng sớm hơn. Lạy Chúa Giê-xu, năm tháng ngày giờ Chúa ban cho chúng con để chúng con ca tụng, cảm tạ Chúa và Đức Thánh mỗi ngày. Xin cho chúng con sống trong những ngày vui sinh nhưng không quên bổn phận theo Chúa, để niềm vui Tết dân tộc đưa dẫn chúng con vào mùa xuân vĩnh cửu của Thiên Quốc. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.